Chào các bạn đã quay lại với kênh Lò Mọ. Video của mình hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn đóng cái pin cho cái modem này, modem wifi này. Khi mà mất điện chúng ta vẫn có thể dùng sử dụng được. Modem này nó dùng nguồn điện 12V, 1A. Mình sẽ tận dụng những cái pin laptop cũ này, nó vẫn còn sử dụng được ấy. Mình sẽ đóng cho nó. Mình sẽ đóng, đây là 12V, sẽ đóng pin 3S. Pin 3S mình sẽ đóng 6 viên. 6 viên, 3 cặp nối tiếp nhau, sẽ cho ta là 12V. Pin, mỗi một viên pin này có dung lượng khoảng độ đây 2000 mAh. 2000. Để khi ta đóng 6 viên này sẽ được 4000 mAh. Có thể dùng được vài tiếng. Khi mất điện các bạn vẫn có thể lướt web được. Nếu mất điện lưới thì cái cáp quang cho cái modem này, đường internet của mình vẫn có tín hiệu. Thì khi mà có điện cho modem thì mình vẫn sử dụng được. Ở đây mình tận dụng mấy cái pin của laptop cũ này. Mình có sử dụng cái đồng hồ đo này để xác định pin cũ này. Ở video trước mình có giới thiệu rồi đấy. Để lọc ra những viên pin nào vẫn đang còn dùng được. Đây ví dụ mình đánh số đây này. 6043. Tức là đây là cái nội trở của cái pin. Đấy, mình đã đo và đánh dấu nội trở của pin. Mình sẽ cần 6 viên pin này. Và mình sẽ tìm các cái viên pin nào có nội trở nó gần xem nhau. Thì đóng vào một khối pin nó sẽ ổn định. Nếu các bạn chọn một trong các cái 6 viên pin này mà có nội trở nó bị yếu hoặc là nó lệch ý, thì cả cái khối pin nó sẽ nhanh bị hỏng. Thì khi mà cái cell pin này nó hỏng cái thì là nó cả cái khối pin nó không sử dụng được luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đóng pin nhé. Đây là cái khối pin mà mình đã vừa đóng xong. Mình hàn xong. Mình quên mất lúc hàn mà không quay video đâm ra là... Nhưng mà mình giới thiệu qua đây. Mình sẽ có 6 viên pin và chia làm 3 cặp, mỗi cặp 2 viên. Và ba cặp này sẽ đấu nối tiếp nhau. Đây các bạn để ý, đây là điểm 0V này. Đây là 4V này. Nối tiếp đến viên này sẽ là 8V này. Và đây nối tiếp ra đây là 12V. Đây điểm này điểm 12V. Điểm này điểm 0V. Đây là điểm 4V. Và đây là điểm 8V. Đây. Mình đã đóng bằng cái máy hàn cell mình tự chế đấy. Sau đó mình dán bằng dính sợi thủy tinh vào thôi. Bằng dính này rất là chắc. Mình dùng thêm cái mạch 3S này để bảo vệ pin và đồng thời là sạc cân bằng cho pin, sạc cân bằng cho tất cả các pin. Bên 3S, mạch 3S, 30A. Đây mình sẽ đấu vào đây. Như này. Bây giờ mình sẽ đi hàn cái mạch vào cái khối pin này nhé. Các bạn phải chà nhám các cái điểm này thì khi mà mình hàn thiếc vào nó mới ăn, chứ không chà thì nó cứ bị trơn đi, nó không ăn thiếc đâu. Các bạn sẽ hàn cái mạch vào như thế này. Đây điểm 0V này. 0V sẽ vào cái B trừ. Đây điểm 12V này sẽ vào cái B cộng. Đây nó ghi là 11,1V này.
điểm này là điểm 4V, sẽ vào cái B1, và cái điểm 8V này sẽ vào cái B2. Đấy, các bạn hàn như thế. Mình đã hàn xong này, hàn xong cái mạch rồi. Đây, điểm 0V vào bên trừ này. Điểm 8V. Điểm 4V vào B1. Điểm 8V vào B2. Và điểm 12V sẽ vào B+. Bây giờ mình sẽ đo thử nhé. P trừ và P cộng là hai cái đầu để chúng ta sử dụng, đầu ra và cũng là đầu sạc luôn. Đây, 11,46V. Pin này chưa sạc đầy sẽ lên 12V. Đây là điểm 4V. 3,8V, đây là điểm 8V, 7,58V, điểm 12V. Rồi, như vậy là mình đã đóng chuẩn rồi. Bây giờ mình sẽ đấu cái rắc sạc cho nó, mình dùng cái đầu sạc, sạc nguồn. Sẽ sử dụng cái jack này để làm đầu ra và cắm vào modem. Mình sẽ cắt cái adapter này của nó cũ hỏng rồi. Mình sẽ cắt, mình lấy cái dây thôi. Đây, mình đã cắt rồi. Các bạn chú ý phải xác định đầu âm dương của cái đầu dây này. Cái lõi ở trong sẽ là dương và bên ngoài là sẽ là âm. Các bạn dùng đồng hồ để đo cho chắc. Mình để ở chế độ đo thông mạch. Đó. Xác định xem dây nào là dây cực âm hay cực dương. Đây, mình sẽ đo cực dương trước nhé. Đây, dây này sẽ là cực dương. Cực dương mình sẽ hàn vào B+. Cái đầu sạc cực dương của đầu sạc cũng hàn luôn vào đó. Ở đầu còn lại hàn vào B-.
Rồi bây giờ mình thử cắm vào modem nhé. Bật nguồn. Các bạn thấy power lên rồi. Để sạc cái pin này, các bạn dùng cái sạc 12,6V 2A, 1A cũng được, 2A cũng được, 2A thì nó sẽ sạc nhanh hơn. 1A sạc lâu hơn nhưng mà nó bền cho pin hơn. Các bạn cắm sạc vào thì đèn này nó sẽ xanh lên. Đấy. Và khi chúng ta cắm để sạc thì đèn nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Đây. Vừa sạc đầy cục pin này, giờ mình thử đo xem có đủ 12V không nhé. Đây, đủ 12V các bạn nhé. Sạc đầy nó sẽ đủ 12V. Mình thử sử dụng cho cái đèn lần trước, mình trong video trước mình có chế này. Cái đèn hỗ trợ quay phim ấy. Thử cắm vào xem là nó có chạy được không. Chạy được đèn luôn các bạn. Các bạn có thể sử dụng cái cục pin này cho các cái thiết bị 12V mà nó không cần cái dòng xả lớn. Thì bây giờ mình có thể mang cái đèn này đi khắp nơi, không cần có nguồn điện 220V mình vẫn có thể sử dụng cái đèn để hỗ trợ trong việc quay phim. Mình đã test thử cái cục pin này nó chạy với cái modem này được khoảng 8 tiếng. 8 tiếng thì nó hết pin. Tuy nhiên là đây là cái pin cũ mình tháo từ laptop ra. Nếu mà đóng pin mới thì chắc là nó sẽ được lâu hơn đấy. Rồi video của mình dừng ở đây. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình. Nhớ đăng ký subscribe kênh của mình để được xem những video mới hơn của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.